Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của My Nitro Game. Và hôm nay thì chúng ta có thử thách số 4, ba lê trên biển. Thử thách đánh con quái vật Sila trên biển. Ok, cái team này, để coi mình xài cái team này. Ok, xài team này trước nha các bạn. Cái team này đánh thì nó cũng ok đó, không có vấn đề gì cả. Rồi, cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ đánh quái vật Sila. Nhưng mà trước khi đánh với vật Sila thì sẽ phải đánh với lại là những cái con người chơi khác. Ok, bây giờ thì support đến từ con Sophie sẽ thay thế luôn một cái bút siêu cường. Ở đây thì chúng ta có mục tiêu của Thủy Lao. Sila đang canh chừng bạn. Cái này thì không có giải bút được, nhưng mình cứ đánh thôi. Ok, mình sẽ chặt cái con Emily Nina này trước, đưa cho nó về xúc tu, đưa nó về con dạng trạng thái là quái vật. Máu dưới 50 là nó tự động nó biến về quái vật các bạn. Lên thôi, chuẩn bị là đánh con Zuler. Lên thôi, chuẩn bị đánh bộ binh. Lên thôi, chuẩn bị hậu vệ. Quên bật hậu vệ luôn rồi, thôi kệ. Hành động lại, lên đánh cái con T-Rex luôn. Là tuân 1 hạ 2 con. Bị dính hai cái thủy lao rồi. Đấy, tôi một hạ hai con rồi nha. Ok, nó kéo con kia, nó kéo con này, nó kéo gần chết luôn các bạn. Hên là máu hơi bị nhiều xíu, chứ nếu mà máu yếu là coi như lên đường rồi đó. Rồi dù lơ hen, lưỡi hái hen. Rồi bên đây là đánh bộ binh hen. Rồi trên đây là hộ vệ hen. Xài skill luôn. Xài skill. Hồi skill luôn. Ok, mình đi lên phía trên, mình me cái con kia rồi. Nó mà hết chón là mình quýnh nó luôn. Còn dưới con này nó sẽ bị chón một hiệp nữa. Thế là mình chờ hiệp sau thì mình mới quýnh nó được. Rồi khi quýnh mấy con này đưa nó về trạng thái mà quái vật á, thì mình mới đam con này được. Hiện tại thì nó đang có một cái giáp rồi, nó không có nhận sát thương được bạn. Ok, máu dưới 50% rồi, biến về. Ok, lên thôi, từ từ, bình tĩnh. Đứng so le cách ô như vậy nè các bạn. Và những cái con quái vật này á, nó sẽ không có sử dụng kỹ năng. Cái tầm sử dụng kỹ năng nó chỉ có một ô xung quanh thôi à. Nên mình đứng so le vậy này nó sẽ không sử dụng kỹ năng được. Nó gây lên cho mình một cái lớp gọi là cái lớp gì nhỉ? Cái lớp thủy lao. Mà muốn xóa bỏ cái lớp thủy lao này á, thì phải lên bờ. Ok, bây giờ chúng ta còn một con nữa. Thì chưa có gì hết thì mình cứ đánh thôi. Rồi, trở về. Rồi, bây giờ là đánh được rồi nè các bạn. Đánh thoải mái luôn rồi đó. Con này nó nãy giờ nó chưa dính cái thủy lao.
dính thủy lao thì mới chạy vòng vòng được. Không dính thủy lao đi có thằng ô à. Không lẽ bay vô đập cho dính thủy lao luôn ta. Bay vô đập cũng dính thủy lao luôn. Ok thôi kệ đi. Nhưng mà tôi sao mà nó cũng dính thủy lao à. Máu nhiều lắm. Đó dính thủy lao rồi. Đó ba lớp luôn mới chịu. Dính lớp được rồi, dính luôn ba lớp luôn. Rồi bây giờ thì như vậy là ổn định ok đó các bạn. Bây giờ là mình chỉ đánh thôi. Nhưng mà trước khi đánh á, là mình sẽ xem. Bây giờ là xem trong mấy con quái vật này nè, con nào có cái bút này thì né ra. Tầm đi là tầm đánh là 3 ô nha, ảnh hưởng là 3 ô. Nó đứng ở đây vị trí này, nó sẽ đam trong vị trí này nè. Đây đây. Đây. Đấy. Là đứng ở vị những cái vị trí này là sẽ bị dính đòn của nó và sát thương AOE phạm vi nó lên đến là cộng thêm là 200%. Rồi là khá đông, rồi các bạn sẽ né nó ra. Né nó ra. Né được né, còn né không được thì quấn nó luôn các bạn, không sao á. Quấn nó thoải mái à. À con phía trên hả? À con phía trên. Con phía trên thì ta đứng bên con phía này. Làm gì căng vậy? À, đáng lẽ đứng bên kia hay hơn ha. Đâu 1, 2, 3. Không, cũng không hay hơn đâu. Nó cũng bị dính đòn. Thôi kệ nó đi. Tập trung đam bot. Con bot này đánh cũng khá dễ các bạn. À, đánh ở những cái tuần đầu á là các bạn quấn mấy cái con kia sao nó chuyển về cái lát cái hệ với bọt nhanh nhất, rồi sau đó là các bạn cứ bao vào và đánh boss thôi. Thì trước khi đánh boss thì sẽ xem coi là những cái con quái này á nó có mang cái boost mà tăng sát thương phạm vi lên 200% không. Nếu như mà mang boost đó bạn phải cách xa nó đến là 3 ô. Cái tầm ảnh hưởng của cái kỹ năng của nó sẽ được cộng thêm 2. Ở đây là cộng thêm 2 này. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển quân đi. Đó. Tầm ở đây, đứng đây vẫn quánh được bình thường. Ok, không sao. Đánh thôi. Lên trên được. Không lên trên được thì ở đây hộ vệ dễ mà. Chờ con trên này có không, con dưới này cũng có. Ok đứng đây chờ. Cái thủy lao này á là bạn lên một cái địa hình khác là nó xóa bỏ rồi, chứ không cần thiết phải là lên bờ nha. Lên một cái địa hình khác là nó đã xóa bỏ cái thủy lao rồi. Còn khi mà con quái này nó đánh á, nó sẽ có một cái hiệu ứng ở đây. Nếu như mà nó bị chồng lên đến là thủy lao á, nó chồng lên đến là 15 lớp á, thì sẽ kích hoạt ba cái này. Bây giờ là tấn công là sẽ rơi vào trạng thái trầm mặc. Trước khi bị Sila tấn công sẽ rơi vào trạng thái trầm mặc. Cái lên thêm 10 lớp thủy lao á, sẽ bị chón. Lên thêm 5 lớp thủy lao nữa là nhận sát thương của con Sila thì sẽ lên đường luôn. Ok, nó là vậy á. Rồi bây giờ nó nằm ở dưới kia, nó nằm bên kia bên nọ. Bây giờ mình chạy qua bên đây được nè, chạy được nè. Nói chung là chạy được nè.
con này không chạy được nè. Chạy được nè, chạy được cứ chạy các bạn, mà chạy không được thì mới quýnh thôi. Chạy được nè, đây quýnh chết không ta? Không chết, em phải lấy đam đam à. Lấy heo quýnh không chết, quýnh thử không chết nha. Phải lấy con đam đam thôi, đam cho nó chết. Nó chết là ok các bạn à. Nó chết thì nó sẽ bị chón à, nó bị chón thì nó sẽ không sử dụng skill được. Rồi, bình thường. Né con dưới, con dưới nó đang có bút. Thì lao lên 10 ạ. Nhận sát thương ngao e đến từ con nhỏ này, con Sila này hơi bị đau đau một xíu rồi đó. Ok, con bên đây có hang, con bên đây có hang. Rồi, team mình vẫn còn đứng ở vị trí này một cách thoải mái nữa. HP con Sila thì chỉ còn lại 107 à. Trăm bảy quấn chừng 2-3 tuần nữa xong các bạn. Có đem lưỡi hái nha em, ra chờ có đem lưỡi hái à. Rồi Bowser đem lưỡi hái đánh skill đơn, không có đánh skill ấy. Vô con này. Xài luôn. Đây xài xong để cho con Sophia nó hồi Q à. Julia là con mang nhiều thủy lao nhất rồi á, lên tới 11 lớp luôn à. Lên tới 15 lớp mới đáng sợ, chứ còn 11 lớp thì bình thường thôi. 15 lớp thì nó mới ghê lắm. Nhận sát thương nó tăng lên nhiều lắm. Và 15 lớp á, thì nó sẽ chồng lên 3 cái lớp màu tím. Và khi mà chồng đủ 3 lớp màu tím á, thì nhận đòn của Sila là sẽ lên đường luôn. Như đây là 12 lớp đây nè. Và mình nhận tích chồng là 2 lớp tím rồi nè. Bây giờ 15 lớp thêm 3 lớp nữa là sẽ tích chồng lên thêm một cái nữa. Và cái hiệu ứng của cái lớp tím tiếp theo á, là khi bị đòn tấn công của Sila sẽ nhận một cái đòn cực mạnh. Và bây giờ thì nói chung là bây giờ nó sắp chết rồi. Bây giờ nó chỉ còn có 90k máu thôi. Ở đây là còn 18k à, mới quýnh được có 18k chứ. Còn 58k. Hai đòn đánh là xong rồi các bạn. Thêm một hiệp, nếu như mà đòn này mình đánh nó không chết, chắc không chết đâu, phải 3 đòn. Ở đây là hai đòn, được hai đòn nè, có hành động lại nè. Ở Dueler thì đánh không ra đam đâu. Rồi ok, đó chỉ vậy thôi các bạn. Bây giờ là con boss nó đã gần như là nó đã còn có 58k máu à. Mình đánh xong cái hiệp này qua hiệp sau đam nhẹ, đam nhẹ một cái nữa là xong à. Rồi bây giờ đánh với con Sila này á, thì các bạn xem coi là những cái con đánh những cái con trước để cho nó biến qua những cái lát này, rồi sau đó thì các bạn bầu vào các bạn đánh boss. Và khi mà đánh boss á, thì sẽ xem trong cái những cái con này nè, có những con nào có kỹ năng phạm vi á, kỹ năng cộng 2 và sát thương phạm vi cộng 200% á, thì né nó ra trong phạm vi là 3 ô, tầm ảnh hưởng của nó là 3 ô nha. Đây này, đây này, đây này, đấy, ở trong cái tầm này là bị đòn của nó là đau lắm. Ít lớp
Nói chung là đau thì cũng đau, ít lớp thủy lao thì không có nhiều, nhưng mà nhiều lớp thủy lao kiểu như Julia này lên đến 12 lớp á, thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn á. Một lớp là 5%, 10 lớp là 50% luôn, 60% luôn. Bây giờ nhận thương là sẽ tăng lên 60% luôn. Rồi, đánh với cái team này là cái team mình đánh theo một cách bình thường các bạn. Bay vô đánh boss thôi, chứ không có đánh mẹo hay là không có gì cả. Ok, Mahiro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ. Mahiro xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ con boss nó chết rồi, cứ xem như là nó chết đi, tại vì quýnh qua rồi là không quýnh lại được. Ok, Mahiro xin chào và hẹn gặp lại các bạn.